Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi chiều của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh thực phẩm nhiễm độc tràn lan như hiện nay, thì việc ra đời một sản phẩm rau an toàn phục vụ cho người tiêu dùng là tín hiệu rất đáng mừng. Công ty cổ phần nông nghiệp kỹ thuật Việt vừa cho ra mắt thương hiệu rau sạch đạt tiêu chuẩn Global Gap, mang tên Vitex Farm, sử dụng mô hình khép kín từ trang trại tới cửa hàng nhằm mang đến cho người tiêu dùng thêm lựa chọn nông sản sạch, nguồn gốc rõ ràng. Với cái mục tiêu là tạo lập một cái thương hiệu thực phẩm sạch cho cộng đồng, cho xã hội, thì ngay từ đầu cái nhóm sáng lập Vitex Farm của chúng tôi đã tự đặt ra cho mình một cái sứ mạng, đó là mang lại cái sự an tâm trong cái bữa ăn hàng ngày cho tất cả mọi người thông qua những cái sản phẩm sạch và có nguồn gốc rõ ràng, rất là được kiểm chứng rõ ràng bởi những cái tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất. Thì để làm được để thực hiện cái sứ mạng đó, chúng tôi đã quyết định là lựa chọn cái tiêu chuẩn Global Gap, với việc lựa chọn và áp dụng những cái quy chuẩn khắt khe nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là về thực hành về nông nghiệp sạch, nông nghiệp chất lượng cao. Chúng tôi hy vọng là những cái tiêu chuẩn đó nó sẽ mang lại được những cái sản phẩm tốt nhất để phục vụ cho cộng đồng, cho xã hội. Đặc biệt, hệ thống live camera được lắp đặt tại các trang trại, nhà máy, cửa hàng, giúp cho người tiêu dùng theo dõi, kiểm soát dễ dàng nguồn gốc rau củ. Bên cạnh đó, Vitex Farm cũng đồng thời góp phần nhỏ bé của mình vào cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư, làm vơi nhẹ những nỗi đau của người bệnh thông qua Vitex Foundation, quỹ từ thiện hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân ung thư.